Chào ông bà, cô chú và tất cả các bạn. Thì sáng hôm nay mình theo cha với mẹ đi đốn lá về để làm tiếp tục cái căn chòi nè. Chòi của mình thì còn hai cái đầu xong nữa, chưa có lạp xong. Lạp để cho mưa đỡ tạt á, nên là mẹ xin của cô Năm một ít lá ở gần đường, tại vì thiếu có một ít chứ không có nhiều á. Rồi cô Năm cổ cho cái lá ngay chỗ này để nhà mình đốn đem về đặng lạp nè. Lá ở đây thì cha mình đốn xong cái chút nữa bỏ lên xe rùa đẩy về, rớt ra thành từng bó á. Còn ở ngoài vườn thì mình mắc mơi xuồng, nhưng mà nước thì nước cạn nên là bơi xuồng đi về sẽ không kịp nữa. Rồi cô Năm dựng Năm mới cho mấy tàu ngay chỗ đây nè. Chị Tư với Tòng đậu bún tốt quá mà. Đậu bún trắng nè. Ở nhà mình đậu bún xanh, còn này đậu bún trắng. Bữa nào làm nhà xong mẹ đậu. Đậu bún này thì nó cứng, ăn nó ngon lắm. Trái này là ăn được rồi nè. Trái nó ra cặp cặp, nó ra từng cặp. Lá của cô Năm nó bự. Quá trời bự luôn. Mẹ có cha đốn mới nổi chứ ai đốn nổi. Nặng. Mẹ làm mới nổi. Có dừa nước. Cái bùn dừa nước dưới cha thử chưa cha? Cha kiếm dừa nước về cái trưa nấu chè, trưa nắng cái nấu chè ăn ngon. Ở bên kia quá trời dừa nước luôn, mà dừa nước non không à. Ừ, hồi cha kiếm trong buồng nữa, cái về mình nấu chè ăn trưa, nấu chè ăn mát lắm. Bên đây là lá của cô Hai, cô Cá đi qua bển luôn rồi kìa. Cô Cá về nè, đi về con. Ê, tự nhiên đi qua bển này sao về được. Mẹ kêu đó mẹ. Cô ca, về con, ngoại nè, mẹ kêu. Đi, giỏi. Biết đường không? Ờ, nó biết nó đi đường tắt, đường vòng kìa. Nó ngưng, nó nhìn mẹ kìa, mẹ có kêu nữa không? Về, ngoại kêu nè con. Ồ, nó chạy. Té Dũng. Ngoài đỡ nó không nổi luôn. Nó thở quá trời luôn rồi, bác kêu nó. Mới chạy về mệt mà đâu nhảy nổi. Chỗ nào mà có lá dừa nước vậy nè, nó nhả ra nhiều oxy với mát. Ở bên bên bờ của cô Năm có con tàu á. Mấy tàu rồi, chục tàu chưa? Chưa quá. 15 tàu. 5 tàu nữa. Đó cái tay có một tàu anh. Mình đốn thì dựng Năm vẫn khỏi đốn. Vẫn cũng đốn, vẫn để lên vườn làm phân. Tại nước cạn mình đi ra vườn cũng khó. Mình xin của Dưỡng luôn. Lá dựng Năm sao tốt quá mà. Của mình không bằng. Mẹ mình đi lôi nữa, cái lá này bự nặng. Cái này chuốt nhanh có ký lắm. Mà giờ công lá rẻ rề có 5.000. Cha bắt cầu để qua nè. Ngày xưa mà lợp nóc nhà là đi chẻ mấy cái bẹ dừa nước này nè, về mình chẻ dây lạc, mình phơi khô, bắt đầu mình chặt nhọn cái đầu mình mới xỏ.
mà lợp kiểu vậy thì nó lâu lắm, sở thì ngoài, mà một thời gian cái dây lạc này nó đứt á, lại tấm lá mà nó bị tuột. Mấy chỗ này chắc cá bóng dừa nhiều lắm mẹ, bạp lá nhiều nè. Bữa nào mà mẹ con mình đi đặt nữa. Bữa nào mình đi đặt cá bóng dừa. Đặt cá bóng dừa cái mua rau nhút gì nấu canh đó mẹ. Ngon. Bạp lá một người đúng nữa được. Ở quê mình có hai loại dừa, dừa nước với dừa trên bờ. Dừa nước này cũng cây lâu năm nè, nó khó chết lắm các bạn. Chị Tư chỉ có vàng thanh long trái quá trời luôn nè. Trái chùm chùm luôn. Đường mình mới có 9-10 giờ trưa mà vắng bóng người ghê. Tại mùa này mùa hè học sinh ít đi học á, chỉ có học thêm không mà, nên là một tuần có mấy buổi à. Con đường của mình nó vắng dữ lắm luôn. Vô cái mùa nhập học trở lại thì mới đông người. Cậu qua đi đâu đó? Dùng sên này hả? Thôi anh đóng chưa đúng không anh? Còn như đây mới đúng rồi. Xe cậu ơi, ngay cua rồi. Xe cũng đứng nữa, lên cống chút mấy chị đi. Đóng lâu quá, không được lên cống. Bye bye. Lo lại ngay chỗ ngã ba là nó rộng dễ đóng. Đâu gặp Dũng ba Dũng phụ trong chiến nữa. Tối để những rồi vừa những hình sản lại cho em bấm lên được không được Trung Quốc. Dạ. Quét lộ rồi. Mẹ có con tàu đi cũng ghi không nổi luôn á. Nặng quá con. Thôi vậy chứ nặng lắm. Cha đem lá lại ngã ba nè, cho nó rộng. Kế bên chị Lệ. Đâu mày uống sữa ngon với người ta. Đó đâu mày đó gì? Con không biết hả? Cái wow. Cái wow giống cái sừng trâu á. Cô Năm vô chị, cô vô phơi đồ, cô ra. Ổng phụ kéo mấy tàu lá rồi ổng đi về chị. Cầu mưa cho nó mát rồi, cầu cho đừng mưa. Lập bàn thờ cầu mưa. Bà bãi ra kìa Thảo My. Bà bay bay ra tới kìa. Nó xấu bà bãi gì ra. Nó xấu bà bãi rồi. Ok, nó chạy quá trời rồi.
Canh muối gì canh? Dạ ăn đào hay ngon hay sớm hay dâu? Ăn đào đi nha. Nói muối mà bán. Dạ ăn cái nào? Ăn cái nào nữa? À, dạ không nghe ta. Nghe ta. Bữa nào đừng bữa sáng nắng nè. Mẹ bó bằng dây chuối hả? Lá này dì mời với tàu sâu đó, dì mê lắm á. Mà nay dì đâu mất tiêu rồi. Đây, cho ba cái sợi đất đựng lên. Lên làm có kẹp thôi. Nãy giờ được bó nào chưa mẹ? Vậy chắc không đủ rồi mẹ, còn mấy tàu hết rồi. Không đủ rồi. Không đủ rồi. Xe thích ăn nha. Lá này mẹ bẻ cũng mệt rồi ha, nó bự á. Mà chằm thì nó nhanh đầy đầy tắm. Cái lá bự hết hồng. Nay có đèn là chằm ngày không kịp thì phải chằm luôn tới tối là mơi là lợp là xong luôn rồi á. Chiều nay anh nhấn vô phụ làm khung với mẹ nữa là xong. Làm mà ngày đêm luôn cho nó đòi. Rồi nè, coi chừng té xong nè. Nắm đuôi đi, nắm đuôi lại đi. Hai mẹ con phi xuống mương luôn nè. Coi chừng kiến nha. Ờ, cái chồng nó đẹp á. Ôi. Cái này dò dò chà vô cái chân á, bù mát nó không cắn. Nó có cái mùi hôi kỹ với con mùi mát. Rồi nè, mấy cái đầm kia dọc đi coi. Chơi đầm này. Con kia cũng đẹp mà. Cũng đẹp mà. Ở bên đó quá trời, cái này làm như tới mùa nè. Trái hoa ra quá chừng luôn. Coi chừng dây điện nhé. Ở quê chỉ có cây này không chị lại? Cái này dùng sông nước mới có nè. Chút nữa vô nhà chơi. Cái này nó không có mũ chơi được nè Thảo My. Đem vô đi con. Từ từ vô té. Từ từ từ. Mẹ mình gốc lá xong rồi, sắp lá còn đợi cha mấy tàu nữa cái đi về nhà mẹ cắt mấy hũ hoa rừng. Hũ hoa này bữa hái hộc hũ hoa rừng về mình gieo á, cái nó mọc nè. Hũ hoa rừng này nó tốt lắm mẹ. Cái này mà nấu canh, nồi canh thì ngon rồi. Nấu canh tép á. À, đưa Thảo My cầm cho mẹ. Thảo My cầm lại sợ nó cầm dập. Đó. Ở trong kìa mẹ. Ở trong mấy dây quá trời á. Xe nghe Thảo My. Đây. Mai mốt là mình sẽ có một cái vàng đậu rồng giống như mấy năm trước nè. Giờ là mình lo chuẩn bị sẵn hết rồi. Năm nào mình cũng trồng cây theo mùa vậy á. Mùa nào là mình có ăn theo mùa đó.
cứ hết mùa nấm mối á, thì mình có đậu rồng. Đủ nồi canh chưa mẹ? Nhiều quá nó đắng. Ừ, được rồi ha. Ở đằng đây còn vàng nữa mà hú qua thường. Vài bữa nó lên đầy. Đậu rồng của mình nè, vài bữa nó bò lên đây cái ngọn nó mập ú luôn rồi. Nó bò nhanh lắm, nó vài bữa nó lên nấm lá nè. Năm nào mình cũng có một vàng đậu rồng, thật là ngon. Thì clip mình tới đây cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.